Hello, chào bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng Isobot thuộc chi của có tên là Cappuccino. Một dòng nghe cái tên là nói lên sự ngọt ngào và quyến rũ dành cho các bạn đam mê. Dòng Cappuccino này thì được xuất xứ từ Thái Lan. Trong tự nhiên thì nó được xếp vào loại mức độ hiếm gặp cho nên rất phù hợp cho các bạn học sinh sinh viên, nhất là sinh viên remix. Trên các sàn thương mại điện tử thì một bát của nó có giá rơi vào khoảng vài trăm đô. Còn trên thị trường Việt Nam thì hiện tại bên Ansobot House đang bán với giá là một bát 10 con có giá là 3 triệu, vẫn rẻ hơn so với nước ngoài đúng không các bạn? Dòng cappuccino này được sống ở nhiệt độ lý tưởng từ 20 tới 28 độ, tuy nhiên khi mà các bạn nuôi ở nhiệt độ môi trường từ 29 tới 30, thậm chí 31 độ vẫn có thể chơi được nha. Thì kích thước trung bình của dòng này rơi vào khoảng năm tới 2 cm, tuy nhiên khi mà max size thì có thể lên tới 2.2 cm. Với màu sắc độc đáo và cơ thể săn chắc như vậy thì cũng có thể là đốn tim biết bao nhiêu anh em đam mê iSport. Vì vậy nếu mà các bạn đam mê thì có thể tạo ngay cho em nó vào bộ sưu tập của mình nha. Chúc các bạn thích thú với niềm đam mê iSport. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công nha. Bye.